là Hà Nội sáng, thức dậy cùng bạn trên tần số FM 90. Hà Nội tiên về đến hoàn kiếm đẹp tình yêu, người thành say sang phía tôi say về hôm mai ra tây hồ. Bao thọ người chào Hà Nội sáng. Thưa quý vị, quay trở lại với những phút cuối cùng của chương trình Hà Nội sáng nay. Hoài Linh bảo nhận rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả vì đã dành thời gian lắng nghe, tương tác với chương trình trong những chủ đề, những chuyên mục của chúng tôi đưa ra. Và bây giờ đây, nếu quý vị còn di chuyển trên địa bàn thủ đô Hà Nội thì Hoài Linh muốn quý vị có thể lưu ý một khu vực, đó chính là ở khu vực cầu Thanh Trì, hướng nối liền giữa thành phố Hà Nội trên cao lên trên cầu Thanh Trì sang phía bên ngoại thành. Thì ngay đầu khu vực cầu Thanh Trì đang có một chút những cái dịch vụ nhẹ, mọi người chúng ta cũng lưu ý nhé. Hoặc là theo chiều ngược lại hướng về Mai Dịch thì các phương tiện di chuyển cũng đang có phần chậm đi qua hầm Chu Trung Hòa. Các phương tiện chúng ta cũng để ý hơn, nhất là khoảng cách an toàn cho các phương tiện lân cận. Một khu vực ngã tư nữa cũng đang rất nóng trong thời điểm này, đó chính là chùa Bộc Giáo Cát Bi Đông Tác, chốt cổng Vinh Quang Phạm Hoàng Thạch. Mọi người chúng ta lưu ý hơn, những tuyến đường xung quanh thì cũng ổn định, Tây Sơn, chùa Trinh, rồi thêm nữa là Phạm Ngọc Thạch không có nhiều những điểm đường nóng, thì là mọi người chúng ta cũng có thể tạm yên tâm trong thời điểm này. Tối hữu Giao Cát Bi Nhân Thế Vinh cũng sẽ là tuyến đường, cái khu vực mà chúng ta cũng cần cẩn trọng hơn quý vị nhé, đặc biệt là theo chiều hướng từ Nhân Thế Vinh ra phía bên ngoài tối hữu, các phương tiện cũng đang có phần đông đúc ở trong cái khu vực ngã ba này, ngã tư, thì các phương tiện chúng ta cẩn trọng. Đó là toàn bộ những thông tin giao thông mà chúng tôi cũng xin được cung cấp cho quý vị trong thời điểm này, những phút cuối của Hà Nội sáng. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong khung giờ của Hà Nội trưa nay hay Hà Nội chiều nay thì vẫn sẽ được đón nhận những sự lắng nghe, những sự tương tác từ các quý vị thính giả. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và xin được khép lại chương trình Hà Nội sáng tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, biên tập Xuân Nguyễn, phát Hà Linh bản nhật, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Duy Anh. Xin được kính chào tạm biệt. Thank you.
Giang đã khép lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vùng đất Quảng Ngãi và nhiều thông tin thú vị và hấp dẫn khác qua 60 phút của chuyên mục FM Du lịch ngay sau đây. Trên tần số 90 MHz và được phát lại trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay sẽ mang đến